Lại nữa thiện hiện nếu Đại Bồ Tát ngay cả trong mộng thấy có địa ngục, bàng xanh, quỷ giới các loại hữu tình liền nghĩ thế này. Ta sẽ tinh cần tu các hạnh Đại Bồ Tát mau hướng đến quả vị giác ngộ cao tột, nguyện khi ta chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột trong cõi Phật của ta, không có địa ngục, bàng xanh, quỷ giới các loại hữu tình, cho đến không có tên gọi các đường ác sau khi tỉnh mộng cũng nghĩ như thế này thiện hiện nên biết đại bồ tát ấy khi thành phật trong cõi của phật ấy nhất định không có đường ác vì sao này thiện hiện vì hoặc mộng hoặc tỉnh các pháp không hai không hai phần thì này thiện hiện nên biết đó là tướng bất thối truyền của đại bồ tát lại nữa thiện hiện nếu đại bồ tát trong mộng thấy lửa thiêu các hữu tình trong địa ngục vân vân hoặc lại thấy thiêu thành ấp làng xóm điền phát thệ nguyện nếu ta đã được thọ ký bất thối chuyển sẽ chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột thì nguyện cho ngọn lửa giữ này diệt ngay tức khắc biến thành nơi mát này thiện hiện đại bồ tát này nguyện như vậy rồi trong mộng nếu thấy lửa bị diệt tức khắc thì nên biết đó là đại bồ tát bất thối chuyển nhưng nguyện như vậy rồi nếu lửa chẳng diệt thì nên biết vị ấy chưa đắc bậc bất thối truyền thì này thiện hiện nên biết đó là tướng bất thối truyền của đại bồ tát lại nữa thiện hiện nếu đại bồ tát khi tình hiện thấy lửa giữ bốc cháy thiêu các thành ấp hoặc thiêu xóm làng liền nghĩ thế này ta ở trong mộng hoặc khi tỉnh đã từng tự thấy có các hành trạng tướng của bậc bất thối truyền mà chưa xét kỹ thật hư nếu điều ta thấy là thật có thì nguyện cho lửa dữ này tức thì diệt hết biến thành nơi mát này thiện hiện, Đại Bồ Tát này khi phát thệ nguyện, thành thật ấy lửa giữ tức thời diệt hết, thì nên biết đó là Đại Bồ Tát bất thối truyền, nhưng phát lời thệ nguyện chân thật ấy mà lửa giữ chẳng diệt, thì nên biết vị ấy chưa chứng đắc bậc bất thối truyền. Thì này thiện hiện, nên biết đó là tướng bất thối truyền của Đại Bồ Tát.